mình đâu biết, mình là người được mời tham gia mà mình đâu biết, mình đâu được lựa chọn khách mời. Hôm nay tới thấy ba Trương Mỹ Nhân, một đứa em rất là chưa quen biết, thân thiết, đi phim chung vui ơi vui. Xong tới ngày gặp ngay cái người mình không thích. Thật sự nếu mà ngay từ đầu biết Chris có là Thư đã từ chối, Thư không nhận lời rồi. Ủa gì? Hả? Ủa cưng? Ủa không thích gì vậy? Ủa đâu có, trời ơi. Ủa em bộ em không quay phim chung chị hả? À không có. Ý chị nói là trời ơi, nếu mà biết có em là thiệt á, chị lăn lê bò lớp, chị phải làm sao để tham gia được chương trình. Ờ không. Ờ chứ chị đâu có ý gì đâu. Em với Quang Trung dạo này sao rồi? Chị đai rồi, chị đai rồi. Chị đai rồi. Trời ơi, nghe nói giờ này dạ em qua em gặp Duy Khánh Vô đúng không? Không. Chứ ai? Em gặp bà Năm Thư. Ừ, ở bên sân khấu sai luôn, sai luôn. Đây em gặp nó trời ghê vậy. Ờ thôi giả bộ hoài, giả vờ hoài. Mọi người cũng biết là Chris mới đám cưới. Ừ. Thấy nay em làm tóc đẹp không? Đám cưới xong đẹp. Giờ em biết em hình hài vậy chưa? Hình hài giờ em biết chưa? Giờ em biết em cho hình hài vậy chưa? Chris đám cưới xong mới mua căn nhà 12 tỷ. Hả? Mới mua rồi. Đám cưới xong nó lời 10 tỷ, 2 tỷ cộng thêm gia đình phụ vô nữa là 12 tỷ mua căn nhà. Chị Thư, chị đi đám cưới có 50 mà em sao em lời 12 tỷ. Bây đi giờ... có 50 rồi các bạn, trời đất ơi luôn á. Của ít lòng nhiều, quan trọng là cái tâm mình bỏ không ra. Có, không có, ăn mà. Nhiều lắm. Không có lòng nhiều chứ. Của ít ăn nhiều, của ít ăn nhiều. Không. Mà đi 50. Đúng rồi trời. Chung đi nhiều. 25. Không. Không có đâu mọi người, không có. Không có gì đâu. 55 ngàn. Dạ. Em tại nó giận. Nó giận. Ồ, cái ngày đám cưới cưng xong về chỗ chị nói chị đuổi đi gà. Thôi. Thằng nhỏ về, về qua nhà chị. Xong là tụi khóc lóc sùm luôn á. Ủa cứ vậy nè. Trời. Em tức lắm, em tức lắm. Tại sao mình tôi xin em nhìn. Mà chị cứ nhìn chung. Thôi. Đó là lý do tại sao chị hay lên Facebook em, chị cứ qua cà khịa em đó. Tại vì em hiểu không? Em đâu biết nếu đâu. Mà em chứng kiến quan trọng cảnh đó thương lắm. Trời ơi, xé quần áo. Tội nghiệp nó. Mày sao? Mày sống sao á? Mày xé quần áo nó thì xé quần áo chị. Nó xé quần áo nó. À. Nó tức á, nó buồn nó xé quần áo. Em á, mai mốt phải kỹ. Ví dụ mình yêu ai mà khi mình kết thúc á là mình phải gọi gọn, tém tém. Chứ mình yêu ngay yêu trong nghề đúng không? Rồi ngày nào cũng lên Facebook nói hết. Đã vậy còn đi quay phim gặp lại người cũ còn khều khều nó nên nằm chung giường rồi đó. Trời ơi, mà em đâu có nói với nó là chia tay gì đâu. What? Cứ mời đi đám cưới vậy đó, trong lúc đang quen luôn. À, chứ em không có nói chia tay. Không nói gì hết trơn á. Mình giống như là cái bữa đám cưới đó là những cái lời chia tay. Vậy cho nó gọn, hiểu không? Vậy là ngày đó, ngoài chung ra em còn mời bao nhiêu người với cái thiệp mời với ý nghĩa chia tay như vậy nữa? Cỡ 50 đứa à. Hèn chi, tao nói đám cưới hôm đó. Ê, cẩn thận nha. Đừng để hội người yêu cũ mà nó họp lại là mày chết đó. Trời ơi, mọi người nó không kêu. Nó đứng luôn, mấy bạn ơi. Nó chết xong, chết rồi Chris. Vậy là em phải đền cái quạt này cho chị. Ủa mắc gì đền, thầy bà tự rớt. Chị nghe câu chuyện của em xong chị bị sốc. Em biết không, ví dụ chị đang nè, đó, đang không lên luôn nè. Đứng luôn rồi nè mọi người, đứng rồi nè. Đó, giống như hồi nãy. Đó, ví dụ. Đó, đang mát nghe em nó xong. Đó, bây giờ có lại nè. Rồi hư luôn à. Lúc đi hết mình, lúc về hết tiền. Sai luôn, đó. À, nói cái này cái quạt không, chứ cái quạt này mua Singapore đó. Tiền đám cưới có 50 ngàn, cái quạt này là nhiêu? 250. Thôi, tiền đâu. Tự nhiên lỗ 200. Bây giờ sẵn em nói với Quang Trung một lời đi. Trung. Dứt khoát. Trung. Chị đây nói à? mày kêu người yêu mày như vậy. Trung. Ủa chứ kêu sao giờ chị? Chị tay giờ. Chị tay á. À, nói vậy hả? À, Trung. Trung ơi. Em phải hiểu cho anh. Em phải hiểu cho anh. Đúng. Thật sự là anh không muốn làm như vậy. Thật sự là anh không muốn làm như vậy. Nhưng cuộc nhưng, đời mà. Cuộc đời mà. Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Chị tay nha. Ủa chưa hả? Em chị tưởng... tay nha hả? Em tưởng kết rồi chứ. Vợ em chắc nó tội nghiệp, nó buồn không? Sao vậy? Em vậy á. Em vậy sao đâu trời. Đó mọi người thấy không? Đó mặc bộ đồ. Em mình ví dụ đây. Mặc bộ đồ nha. Mới 80 triệu đó bà. Nè thấy Kim Tiến không? Chương trình hôm nay toàn là Mỹ Nam không? Quá. Mỹ
Mỹ Nam không mọi người? Đây mọi người nhìn không, Chris là thấy ngon rồi đó. Đây Mỹ Nam của chương trình đó, tuyệt phẩm cực phẩm của chương trình đó. Chị Đông Kính nè, tạo dáng nè, tạo dáng thật đẹp đẽ mà đẹp gì em. Đấy đẹp quá trời ơi, một phần em nhấp nhắn cho anh Mỹ Nam. Em không muốn chị gọi em là Mỹ Nam, Nam Thần là được rồi. À Nam Thần, Nam Thần Kinh đó. Không, lần sau chị gọi em không ra, nó ra bắt em tạo dáng thần kinh nữa. Để qua quán bún đậu tôm làm hay gì? Cảm ơn em. Mai ngon lắm. Không có gì nữa luôn. Đi học nè. Nay thứ ba mà. Học mà dở là không đi ốc van nha. Rồi xong, nhờ lên. Thì đấy, shipper. Tôi bị đánh đi, thì bà qua, xuất hiện lại, anh lấy tiền, ship tiền lấy tiền. Thì tôi phát hiện, hai đứa này đánh đây. Lên. Thì thưa đó, bây giờ tôi hẳn tôi chán anh rồi. Tắt lên, tắt bốn cái. Rồi ôm nữ mình, lắc rồi feel out. Nhẹ thôi. Mạnh hơn. Ôm nữ lắc. Lúc đi, lúc về.